Xin kính chào các quý khán giả của Bí quyết thành công. Các bạn thân mến, đã muốn làm giàu thì chúng ta phải tìm ra cách kinh doanh hiệu quả nhất, kiếm tiền nhiều nhất và nhanh giàu nhất đúng không nào? Hiện nay thì trên thị trường có những mô hình kinh doanh hay là những sản phẩm bán chạy nhất, những mặt hàng nào dễ kinh doanh hiệu quả nhất gì? Trong video ngày hôm nay thì Bí quyết thành công muốn tiết lộ với quý vị và các bạn về 7 bí mật nội bộ của các mô hình kinh doanh, những ngành nghề hay là những sản phẩm bán chạy nhất. Bất luận đó là những cách kinh doanh nhỏ hay là cần khoản vốn đầu tư lớn. Và từ đó thì các bạn sẽ có thể lựa chọn cho mình những mô hình kinh doanh phù hợp hoặc cải thiện tình hình kinh doanh hiện tại của bạn. Vậy thì 7 bí mật kinh doanh đó là gì? Bí quyết thành công xin mời các bạn cùng theo dõi. Bí quyết thành công là nơi mà các bạn sẽ nhận được những bài học, những bí quyết kinh doanh và cuộc sống. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày trên kênh Bí quyết thành công. Các bạn chỉ cần gõ từ khóa Bí quyết thành công trong ô tìm kiếm của YouTube sẽ tìm thấy những video hay nhất của chúng tôi. Hoặc đơn giản hơn thì các bạn hãy nhanh chóng bấm nút đăng ký và bấm vào biểu tượng chuông bên cạnh để khi chúng tôi ra video thì các bạn sẽ là người nhận được những bài học nhanh và sớm nhất. Các bạn có tin bán bánh quẩy thu nhập 30 triệu một tháng, bán bánh khoai, bánh chuối cũng có thể thu nhập tiền chục triệu mỗi tháng không? Gần đây có một bài báo phỏng vấn một chủ cửa hàng bán bánh bao giúp mọi người thay đổi tư duy bán hàng. Đó là quán bánh bao cạnh trường học có thu nhập tiền chục triệu hàng tháng các bạn ạ. Bạn đã từng nghe những câu chuyện tương tự như vậy từ bạn bè hay là các phương tiện truyền thông đại chúng chưa? Những kiểu kinh doanh không bắt mắt này có chuyên môn thấp nhưng lại thu nhập khá là cao đấy. Vậy nếu chúng ta cũng mở một cửa hàng kinh doanh như vậy thì có thực sự dễ dàng kiếm được nhiều tiền như vậy hay không? Các bạn ạ, thực ra thì mỗi ngành nghề kinh doanh đều có tiềm ẩn rất nhiều cạm bẫy. Kinh doanh kiếm tiền không đơn giản như những gì bạn nghĩ đâu. Thế nên ngày hôm nay, Bí quyết thành công sẽ chia sẻ với các bạn về 7 bí mật kinh doanh và làm giàu từ 7 ngành nghề mà có lẽ bạn cũng không nghĩ chúng lại có thu nhập cao đến như vậy. Thứ nhất, bí mật đầu tiên mà Bí quyết thành công muốn chia sẻ đó là về kinh doanh cửa hàng chuyên bán đồ trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Có lẽ nhiều bạn không để ý, chứ đồ dùng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ luôn là một loại hình kinh doanh rất hot. Việc lựa chọn mở một cửa hàng đồ dùng trẻ sơ sinh ở những khu dân cư luôn là một sự lựa chọn vô cùng đúng đắn. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao lại có những cửa hàng kinh doanh tương đối kém và lại có những cửa hàng kinh doanh vô cùng náo nhiệt nhỉ? Bí mật kinh doanh hiệu quả thuộc phân nhóm nhỏ trong bán đồ trẻ sơ sinh. Có một nguyên tắc bất di bất dịch, đó là các bạn bắt buộc phải hòa nhập vào trong các khu dân cư cao cấp. Tại sao lại như vậy? Đơn giản là vì nếu các bạn thoát ly khỏi những khu dân cư cao cấp, đồng nghĩa với việc tự tìm đến cái chết. Theo những người phụ trách cửa hàng đồ dùng trẻ sơ sinh tiết lộ với Bí quyết thành công, thì muốn mở một cửa hàng kinh doanh đồ dùng trẻ sơ sinh thì bắt buộc chúng ta phải chọn những khu dân cư cao cấp. Đây là những mưu mẹo vô hình mà rất ít người biết đến. Nếu bạn muốn đầu tư thì hãy thử suy nghĩ mà xem. Thông thường thì bên cạnh những khu dân cư tầm trung thường có rất nhiều cửa hàng thời trang cho trẻ em giá rẻ bên đường. Các khách hàng ở những nơi này sẽ không tới những shop chuyên dụng để mua quần áo. Còn những đồ dùng khác thì họ có thể đi siêu thị hoặc mua trên mạng vì giá rẻ hơn đúng không nào? Nhưng ngược lại, ở trong những khu dân cư cao cấp thì người ta thường không quá nhạy cảm với hai từ giá cả mà thường họ sẽ quan tâm tới thương hiệu và chất lượng sản phẩm nhiều hơn. Bởi vậy thì họ thường muốn tới những shop chuyên bán đồ trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ để mua hàng hơn. Ngoài ra, Bí quyết thành công còn có một tiêu chí nữa để các bạn cân nhắc và xem xét, đó là những người sống trong khu dân cư cao cấp thường là những người trẻ tuổi, mua đồ thường rất cẩn trọng. Họ sẵn sàng bỏ ra tiền để mua những món đồ xịn cho con cái của mình. Còn ở những khu dân cư có nhiều người già thì lại khác. Mặc dù họ cũng rất yêu con trẻ, nhưng quan điểm mua bán vẫn tương đối là bảo thủ và tỷ lệ mua đồ trong các shop chuyên về trẻ sơ sinh sẽ không được cao. Thứ hai, tiếp theo, Bí quyết thành công muốn chia sẻ với các bạn về việc kinh doanh quán đồ uống. Đây là ý tưởng khá là hiệu quả trong khoảng 3 năm trở lại đây. Số người tham gia ý tưởng này sẽ ngày càng tăng trong các năm 2020, 2021 và 2022 tới đây. Dẫu biết rằng những cửa hàng kinh doanh đồ uống bên đường này sẽ ngày càng nhiều, thế nhưng cũng không có ít những cửa tiệm lại làm ăn thua lỗ và phải đóng cửa, nhất là những cửa hàng liên kết. Nếu các bạn tinh ý quan sát thì sẽ thấy một số khu đất trong thành phố thường xuất hiện hiện tượng liên tục lần lượt thay thế nhau, đó là khai trương, đóng cửa rồi lại khai trương các quán đồ uống. Vậy vấn đề là do đâu? Các bạn ạ, những tiệm đồ uống ven đường này thường có sự ỷ lại rất lớn vào lưu lượng khách hàng và đây chính là yêu cầu cần phải có. Theo như số liệu thống kê được từ những tiệm đồ uống mở cửa tại những nơi có lưu lượng người bình quân một ngày thấp hơn vài chục nghìn lượt người thì các quán đồ uống sẽ rất khó để kiếm được tiền. Nếu lưu lượng người bình quân một ngày nhiều hơn 150.000 lượt người thì cho dù là loại hình kinh doanh đồ uống nào,
Bí quyết thành công lấy tiêu chí là chất lượng ổn định đạt yêu cầu, thì bình quân một ngày, các chủ quán đồ uống kiếm được tiền triệu không thành vấn đề gì. Các bạn thân mến, chắc các bạn cũng không còn lạ gì với câu nói người yêu không có thì nhưng chó phải có một con đúng không nào? Nhiều gia đình hiện nay, đặc biệt là những người có điều kiện, họ sống tại thành phố thì họ luôn coi động vật trong nhà như những người bạn. Vì vậy, họ sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho dịch vụ dành cho thú cưng. Để đáp ứng lại nhu cầu ngày càng cao đó, thì các dịch vụ kinh doanh liên quan đến thú cưng cũng ngày càng nở rộ. Và bí mật kinh doanh thứ ba mà Bí Quyết Thành Công muốn chia sẻ với các bạn đó là... Và thứ ba, bệnh viện thú cưng. Mô hình kinh doanh không mới, nhưng thuộc ý tưởng kinh doanh siêu lợi nhuận đấy các bạn ạ. Với cơn sốt thú cưng khiến cho những ngành nghề có liên quan trở nên hit hot, ngày nay các bệnh viện thú cưng trở thành ngành nghề kinh doanh hot nhất siêu lợi nhuận. Nó thu hút bất kỳ một ai có tham vọng làm giàu. Nếu các bạn muốn học cách làm giàu nhanh nhất, kiếm tiền nhiều nhất, thì đây có lẽ là một mặt hàng dễ kinh doanh, lợi nhuận cao mà bạn không thể bỏ qua. Thế nhưng không biết các bạn có để ý không, khi mà những bệnh viện thú cưng càng xa hoa sang trọng lại càng ít khách đến thăm, mà ngược lại thì những bệnh viện thú cưng trang bị đơn giản khác lại được nhiều khách hàng tới lui. Tại sao lại có nghịch lý đó xảy ra nhỉ? Bí quyết là ngành nghề kinh doanh bệnh viện chăm sóc thú cưng ở đây đó là trang bị sang trọng thì khó kiếm tiền. Nhiều nhà nghiên cứu trong ngành đã tiết lộ rằng khách hàng thực sự của bệnh viện thú cưng chính là những chú thú cưng. Nếu thú cưng đến những nơi môi trường xa lạ thường sẽ cắn xé tung hoành, nhất là những lúc không được khỏe. Bởi vậy thì những bệnh viện thú cưng có trang bị tốt đến mấy thì sau mấy tháng cũng sẽ trở nên rách nát mà thôi. Mà những nhà đầu tư vì muốn bảo vệ mỹ quan nên họ sẽ không ngừng tu bổ, lời lãi kiếm được đều dùng vào việc tu sửa không ngừng nghỉ này. Và đây chính là nguyên nhân mà các bệnh viện thú cưng sang trọng khó kiếm được tiền. Ngoài ra, do bệnh viện trang hoàng quá sang trọng cũng sẽ khiến khách hàng có cảm giác bị bóp chẹt. Bởi vậy, những bệnh viện trang hoàng đơn giản thường sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn là những bệnh viện trang hoàng quá xa xỉ và sang trọng đấy. Tiếp đó, bán trái cây hiện nay là một trong nhiều hướng đi của các bạn trẻ Việt Nam khi muốn thử sức với môi trường kinh doanh. Thực tế, kinh doanh trái cây là một lĩnh vực kinh doanh đầy hứa hẹn với số vốn đầu tư không nhiều lắm. Đặc biệt, khi mà thời gian vừa qua xuất hiện một số thông tin xấu liên quan đến hoa quả, trái cây Trung Quốc không đảm bảo chất lượng, gây hoang mang và ảnh hưởng không tốt đến tình trạng sức khỏe của người dân. Chính vì vậy, bí mật kinh doanh thứ tư đó chính là mở cửa hàng kinh doanh hoa quả, siêu thị hoa quả. Hiện nay, siêu thị hoa quả đã trở thành một mô hình kinh doanh tiêu biểu trong rất nhiều khu vực, nhưng không phải tất cả các siêu thị hoa quả đều có thể kiếm được tiền. Vậy, nguyên nhân là do đâu? Bí mật của ngành nghề này đó chính là mức độ tổn thất sẽ quyết định bạn có lợi nhuận hay không đấy. Vì mức độ tổn thất ở đây không được vượt quá 7% các bạn ạ. Theo như tiết lộ của những người trong ngành này, thì siêu thị hoa quả có kiếm được tiền hay không, ngoài việc các bạn lựa chọn địa điểm và các nhân tố kinh doanh ra, thì có một nhân tố khác ảnh hưởng rất lớn tới lợi nhuận, đó là mức độ hao tổn. Nếu như mức độ hao tổn của bạn vượt quá 7%, thì khả năng rất cao là bạn sẽ không có lãi. Bởi những loại hoa quả khác nhau, kể từ lúc hái trên cây xuống, thì các yêu cầu về nhiệt độ, độ ẩm, không khí đều được yêu cầu tương đối cao. Ngoài ra, hoa quả miền Nam và hoa quả miền Bắc lại có yêu cầu không giống nhau. Nếu người đầu tư không thể kiểm soát được mức độ hao tổn thì chuyện lỗ là chuyện vô cùng bình thường. Đây là nguyên tắc chung mà bất kỳ ai kinh doanh hoa quả cần phải đặc biệt lưu ý. Nếu muốn kiểm soát tốt mức độ hao tổn thì các bạn sẽ cần phải xây dựng một kho lạnh và tính toán một cách chuẩn xác. Đây là việc có mức độ khó nhất định mà không phải bất cứ nhà đầu tư nào đều có thể dễ dàng thực hiện được đâu. Ngày nay, không quá khó để chúng ta bắt gặp những chiếc máy bán hàng tự động ở khắp mọi nơi phải không các bạn? Khi bạn đi dạo tại công viên hay đi mua sắm tại trung tâm thương mại, thậm chí là khi các bạn đi làm ở các tòa nhà văn phòng nữa chứ. Có thể nói, máy bán hàng tự động được du nhập vào Việt Nam từ vài năm gần đây và đang ngày càng được ứng dụng sâu rộng trong hoạt động mua bán hàng ngày, đặc biệt là các mặt hàng tiêu dùng nhanh, tiện lợi. Người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm thấy một tủ bán hàng tự động ở khắp mọi nơi. Rất nhiều người đã nhận thấy tiềm năng kinh doanh từ loại máy này, nhưng vẫn còn băn khoăn đến vấn đề lợi nhuận. Và thứ năm, đến với bí mật kinh doanh thứ năm, bí quyết thành công muốn chia sẻ đó chính là mô hình kinh doanh sản phẩm mới, dịch vụ phục vụ tự động 24/24. Hiện nay, trên thị trường xuất hiện rất nhiều những mô hình dịch vụ tự động 24/24 như là máy cam ép tự động, máy bán hàng tự động, máy chuyển tiền tự động. Đầu tư ít mà lại không cần người đầu tư phải trực tiếp quản lý, tiết kiệm cả với nhân lực và sức lực. Do vậy mà nó trở thành hạng mục đầu tư được nhiều người yêu thích. Bí mật của dịch vụ phục vụ tự động này đó chính là càng ít máy thì lợi nhuận của bạn càng thấp đấy. Theo những nghiên cứu của nhiều người trong ngành thì kỹ thuật của trang thiết bị ổn định
bạn chỉ cần đặt một chỗ cũng có thể mang lại lợi nhuận cho mình. Nhưng người đầu tư phải tính toán thật rõ ràng, bởi vì càng ít máy thì lợi nhuận càng thấp. Một máy một ngày, các bạn có thể thu về được tiền triệu, nhưng nếu trừ chi phí như thuê địa điểm rồi tiền điện, tiền nước, tiền nguyên vật liệu, thì nhiều lắm cũng chỉ thu được mấy trăm nghìn. Tiền lãi là tương đối thấp, nên nếu bạn muốn kinh doanh loại hình này, thì ít nhất phải đầu tư hơn chục thiết bị máy thì mới kiếm tiền nhanh được. Mà chi phí đầu tư mô hình kinh doanh này thì ít nhất cũng phải mất tiền tỷ rồi. Đây là số tiền mà không phải bất cứ nhà đầu tư nhỏ và lẻ nào cũng có thể xoay sở được trong một thời gian ngắn cả. Thưa quý vị, trong nhiều năm trở lại đây thì thị trường giáo dục đã và đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự nở rộ của nhiều trung tâm đúng không nào, đặc biệt là trung tâm ngoại ngữ. Giáo dục ở Việt Nam là một thị trường kinh doanh rất lớn đang bị bỏ ngỏ. Cơ hội tiếp cận với giáo dục ở vùng nông thôn, đặc biệt là vùng sâu vùng xa hiện nay thấp hơn rất nhiều so với khu vực thành thị. Điều này thể hiện rất rõ qua tỷ lệ trẻ em hoàn thành bậc trung học phổ thông ở nông thôn chỉ là 13% so với ở thành phố là 37%. Và đến với bí mật kinh doanh thứ ba mà Bí Quyết Thành Công muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là thứ 6, mô hình kinh doanh trung tâm giáo dục. Mở trung tâm giáo dục hiện đang là một trong những nghề khởi nghiệp kinh doanh có lợi nhuận cao tuyệt đối hiện nay. Hơn nữa, có rất nhiều thương hiệu sớm đã có một hệ thống vận hành thành thục. Nhưng theo như điều tra của Bí Quyết Thành Công thì phát hiện ra rằng, ngoài những thương hiệu lớn, nổi tiếng, với phí đầu tư tổng thể ít nhất cũng phải mất tiền tỷ, đã bao gồm cả phí liên kết, thì tuyệt đại đa số các thương hiệu nổi tiếng đều rất khó thành công các bạn ạ. Tại sao lại như vậy? Bí quyết kinh doanh trong mảng giáo dục đó là người làm ngoài ngành rất khó để thành công. Theo như người sáng lập một đơn vị đào tạo giáo dục sớm tiết lộ, thì mô hình này không thích hợp với những người ngoài ngành đầu tư, tức là bạn đang phải hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Có hai nguyên nhân chính đó là, thứ nhất, bạn là người ngoài ngành sẽ không hiểu rõ nội tình trong ngành đào tạo giáo dục như thế nào. Tỷ lệ bị các đơn vị chiêu mộ hoặc chính nhân viên của mình lừa gạt là chuyện rất thường tình, bởi có quá nhiều chiêu trò ở đấy. Bí quyết thành công xin được lấy ví dụ như là cùng một mẫu đồ chơi có và không có chứng nhận của Liên minh châu Âu thì giá đã bán chênh lệch nhau gấp nhiều lần rồi. Thứ hai là những người ngoài ngành đầu tư mô hình kinh doanh dịch vụ giáo dục đào tạo mà không sở hữu các mối quan hệ marketing hiệu quả thì họ sẽ rất khó có được hiệu quả chiêu sinh như ý muốn. Bởi ngành nghề này kiếm cơm chủ yếu dựa vào danh tiếng. Người trong ngành có thể xây dựng thương hiệu riêng cho mình thông qua các mối quan hệ, còn người ngoài ngành thì chỉ còn cách mở rộng quan hệ marketing, tìm kiếm được tiếng nói tốt nhưng cũng chưa chắc có hiệu quả trong việc chiêu sinh. Theo như các báo cáo liên quan tới các đơn vị giáo dục đào tạo, thì họ đều có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các bên truyền thông, cơ sở giáo dục, trong đó chú trọng liên kết với các cơ sở giáo dục khác. Đây cũng là lý do vì sao mà các đơn vị liên kết giáo dục có mối quan hệ bên lề không tốt. Tuy rằng có chút lợi nhuận nhưng lại không được coi là thành công các bạn ạ. Và đến với bí mật kinh doanh cuối cùng mà Bí Quyết Thành Công muốn chia sẻ, mô hình kinh doanh máy bán nước tự động. Nó cũng khá giống với mô hình máy bán hàng tự động ở mục 5. Hiện nay thì máy bán nước tự động đang dần mọc lên ở rất nhiều nơi, tiện lợi cho người tiêu dùng và khách hàng mua nước sử dụng luôn. Nhưng không biết các bạn có phát hiện ra một vấn đề, đó chính là rất nhiều những máy bán nước tự động duy trì chưa đầy một năm thì đã phải đóng cửa, dừng hoạt động hay không? Lý do mà các nhà đầu tư đưa ra tương đối giống nhau đó là đều không kiếm được tiền. Nhưng thực ra các nhà đầu tư đều bị rào cản vô hình của mô hình kinh doanh này đánh gục đấy. Rào cản đó là gì? Bí mật của mô hình kinh doanh này đó chính là tỷ lệ chi phí hợp lý là vô cùng quan trọng. Theo như thông tin tiết lộ từ những người trong ngành thì sở dĩ mà hầu hết các nhà đầu tư đều cho rằng không kiếm được tiền là do họ bỏ qua một mối quan hệ tỷ lệ, đó là mối quan hệ lẫn nhau giữa nước mà máy bán hàng tự động chế tạo ra bằng chức năng của máy và nguồn nước tự nhiên các bạn ạ. Nếu bạn muốn đảm bảo mức tỷ lệ này hoặc thấp hơn mức tỷ lệ này thì nguồn nước là điều vô cùng quan trọng. Nhất là việc xin cấp nước sinh hoạt hay nước công nghiệp thì mức giá cũng chênh lệch khá là lớn đấy. Thưa quý vị và các bạn, trên đây chính là 7 mô hình kinh doanh mà rất nhiều người đang có ý định thử sức đầu tư để gặt hái thành công và làm giàu. Thế nhưng mô hình kinh doanh nào cũng có bí mật riêng của nó. Nếu chúng ta không tỉnh táo tìm hiểu kỹ trước khi đầu tư thì việc thất bại sẽ khó mà tránh khỏi. Mong rằng 7 mô hình này sẽ giúp các bạn có thêm nhiều góc nhìn cũng như là tư duy về kinh doanh hơn. Còn bây giờ thì Bí Quyết Thành Công đã phải nói lời chào tạm biệt với quý vị và các bạn ở đây mất rồi. Nếu quý vị và các bạn cảm thấy video ngày hôm nay của chúng tôi hay và bổ ích thì đừng quên bấm nút like và chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Và nếu có ý kiến đóng góp nào thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại trong những video tiếp theo của Bí Quyết Thành Công.